shop mvchannel.net, shop bán nhạc Liên Quân Refi giá rẻ của thầy Hero Drive. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nhanh tay đến với shop mvchannel.net nha mấy em. Rồi, ván thi đấu đầu tiên của chúng ta sẽ là vẽ bậy, ủa lộn, vẽ tranh. Hai người sẽ vẽ tranh trong thời gian quy định của chương trình. Vẽ gì cũng được nhưng mà đừng vẽ bậy là được. Ván đầu tiên chính thức bắt đầu. À, bây giờ mình sẽ vẽ một cái bức tranh nổi tiếng mà chắc chắn là tụi nó sẽ nhớ thôi. Đây là bức tranh triệu đô của thầy. Còn các em nhớ nó ở tập nào thì bình luận cho thầy biết nha. Để coi, vẽ cái trứng của ô lộn, vẽ cái hầm. Chắc là cha Hero Bright đó là vẽ cái bức tranh triệu đô với bà cô giáo Thảo rồi. Chỉ con mới thích cô giáo Thảo thôi, tụi nhỏ nó sẽ không thích cô giáo Thảo đâu. Xem đây, chắc chắn là tụi nó sẽ thích bức tranh này thôi. Nó quá đẹp mà. Đây rồi, xong rồi. Rồi, hết thời gian rồi, hai thí sinh ngừng lại đi. Và bây giờ tới tiết mục là show chính khúc của lộn show. Cái bức tranh ra cho ban giám khảo chúng ta chấm điểm. Rồi, mời ban giám khảo hướng về màn hình. Và bây giờ là bức tranh của thầy 1. Ê, là thầy đây, mấy đứa, là thầy đây. À, đây là một cái bức tranh của thầy 1. Bức tranh thầy và cô giáo Thảo. Đây, mời tất cả quý ban giám khảo hướng về màn hình và cho nhận xét đánh giá về cái bức tranh này đi. Riêng tôi thì thấy cái bức tranh này nó rất là quen thuộc, nhất là cái mặt của thầy lúc đi cua gái á. Ban giám khảo thì thấy thế nào? Đây là thầy, đúng là thầy rồi. Rồi bây giờ hết thời gian thảo luận của ban giám khảo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm cho tác phẩm này nha. Đưa ra đáp án sai anh bạch tay gánh chịu nha. Salam A cộng Zipper C, Ma Xương Đen A cộng, Enderman F, Rat B, Zombie A cộng, và cuối cùng là thằng Beatman C. Nếu đúng là thầy thật thì thằng này tới số rồi. Và với tác phẩm vừa rồi của thầy thì thầy được 3 ca cậu. Đúng là những đứa học trò tốt của thầy. Nhưng không sao, thua keo này thì ta thua thêm keo nữa. Tiếp theo là tác phẩm của thầy 2. Ban giám khảo hãy ngước mặt về màn hình. Nè, xin giới thiệu với tất cả mọi người tác phẩm Cô Gái Bên Giường Ca. Hãy chiêm ngưỡng đi, chứ tôi là thấy khoái lắm rồi đó. Tác phẩm này riêng tôi là sẽ cho A cộng. Đừng có chảy nước miếng nha. Xin lỗi thầy 1, nhưng mà tại vì em không thể nào kìm nén được cảm xúc của em, nó đẹp quá thầy ơi, nên em phải chọn cái đó thôi thầy ơi. Thân nữ bên giường cà đẹp hơn là thầy và cô súng răng. Rồi thì kết quả như thế nào thì ban giám khảo chấm nha, chứ mắt tôi bây giờ dính hai cái bưởi lên rồi, không thấy gì nữa đâu. Không biết trời ơi, cái này là phải chọn A cộng, nó không chọn A cộng là sẽ đồng nghiệp hay lắm luôn nè. Trời ơi, đẹp quá. Trời, đẹp như vậy là phải cho A cộng. Ủa, sao mày không cho điểm, mày làm gì mày ngồi giật giật quài vậy? À, cái thằng Beatman này có nghe tao nói gì không? Mày giật giật quài vậy? Hả? Hả? Cái gì? À, quên, từ từ, tao cho điểm liền, Hấy, á đù, cho điểm nhiều vậy ba? Cho vậy là còn ít á. Rồi thì đã có kết quả rồi, bức tranh cô gái trong giường cà của thầy 2 đã được 5 A cộng. Và thầy 2 cũng là người chiến thắng trong vòng thi này. Xin chúc mừng thầy 2. Tốt lắm. Mấy đứa nhỏ này sao nó không nhận ra mình vậy trời ơi, khổ quá đi. Rồi thì đã kết thúc cái vòng thi thứ nhất rồi mọi người ơi. Kết quả là thầy 2 đã giành chiến thắng một ván rồi. Cùng nhìn lên bảng điểm số. Nếu các bạn muốn thầy 1 chiến thắng thì hãy giúp video này được 20.000 like nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi cuối cùng. Phần thi đặc biệt để tìm ra người chiến thắng và là người thật. Và vòng thi này sẽ xuất hiện một người rất là quan trọng và có sức ảnh hưởng đến thầy Hero Quay. Xin giới thiệu cô giáo Thảo. Sao hai người giống nhau quá vậy? Không biết ai là thật ai là giả luôn á. Phần thi này hai thầy sẽ biến hóa cục đá thành cục cứng của lộn thành một món quà để cho cô giáo Thảo nhớ lại. Phần thi chính thức bắt đầu. Rồi đây là hai khối đá mà chương trình sẽ phát cho hai thầy. Thời gian thi đấu bắt đầu. Nếu nhắc về kỷ niệm, bây giờ mình sẽ làm một cái bức tượng về cô giáo Thảo. Chắc chắn là cô sẽ nhận ra mình thôi. Được rồi, chắc chắn là sẽ nhận ra mình. Đây, cuối cùng cũng xong. Đây là cái bức tượng cô giáo Thảo, chính tay mình đã làm xong rồi đây. Chỉ có thể là Hero Prime mới làm cái bức tượng đẹp như vậy thôi. Thầy Hero Prime tạo cái bức tượng đẹp quá. Này đúng là thầy Hero Prime rồi mọi người. Đúng rồi, thầy Hero Prime đây. Đúng là đẹp quá đi. Chỉ là một cái bức tượng tầm thường thôi. Thầy Hero Prime thật đâu phải là một người tầm thường như vậy đâu. Phải như vậy nè. Phải tạo ra một cái bức tượng có giá trị, chứ đâu phải chỉ là một cục đá sơn màu mè lên đâu. Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó là sự thật nha.
một thứ mà mọi người đều thích. Đây là viên kim cương lớn nhất thế giới. Viên kim cương này anh sẽ dành tặng cho em đó, người con gái của cuộc đời anh. Và sau này em muốn bao nhiêu cục nữa cũng được. Đúng là thầy hero quá thật rồi. Trời ơi, sao biến ra hay quá vậy, hay quá đi. Trời ơi, tôi là thật mà. Sao cứ tin vào những cái thứ đó vậy? Nó chỉ là ảo thôi mà. Và cô giáo Mạo đã chọn thầy hai. Thì kết quả đã có. Thầy hai chính là thầy thần của chúng ta. Tất cả ban giám khảo bên dưới có ý kiến gì không? Hình như là sai sai đó mày ơi. Thầy thật của mình đang cố gắng gợi nhớ cho mình những kỷ niệm. Nhưng mà 2-0 dành cho thầy hai rồi. Vậy đồng nghĩa thầy một là thầy giả mà sẽ bị tiêu diệt. Vâng, thưa quý ban giám khảo, và hai vòng thi đã qua và thầy hai là người chiến thắng, đồng nghĩa với việc thầy một là người giả. Dám giả mạo thầy Hedorai yêu dấu của chúng ta thì sẽ bị một hình phạt hết sức là đau đớn. Quý vị khán giả muốn chúng ta sẽ làm gì với thầy Hedorai giả đây? Không, không phải là như vậy đâu, thầy mới chính là thầy thật mà. Bên kia là thầy Hedorai giả mạo với rất nhiều thủ đoạn. Mấy em phải tin thầy. Hay lắm các em, thầy mới đúng là thầy Herobrine thật. Giết thầy giả, 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 giết thầy giả. Sau hai vòng thi cuối cùng, chúng ta đã biết được thầy Herobrine giả là ai rồi. Đúng là quá nguy hiểm và tinh vi, thầy một dám biến thành thầy Herobrine của chúng ta. Giết nữa thôi là chúng ta đã bị lừa rồi. Phải tiêu diệt thầy giả thôi. Nếu không sẽ còn rất là nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra với trường của chúng ta. Thầy giả sẽ gây nguy hiểm với chúng ta, ảnh hưởng đến thầy Herobrine và trường của chúng ta. Nên chính tay ta sẽ giết nó. Kẻ giả mạo mau chết đi. Hãy mau chết đi. Và thế là thầy một đã bị ma xương đen kết liễu. Hả? Thì như vậy chúng ta chưa biết được thầy thật thầy giả đâu. Tại sao ma xương đen nó lại ra tay như vậy? Không, đó là thầy thật mà. Không phải là thầy giả đâu, đó là thầy thật đó. Trời ơi, thầy thật đó. Trời ơi, thầy thật đó. Sao mẹ lại làm như vậy? Ma xương đen ơi, chuyện sai lầm rồi. Đó là thầy thật mà. Sao mẹ lại làm như vậy? Trời ơi, thầy thật mà khó khăn ra đây được đâu. Trời ơi, sai lầm rồi. Sao mẹ lại làm như vậy? Trời ơi, thầy thật mà. Trời ơi, thầy thật mà. Trời ơi, thầy thật mà. Trời ơi, thầy tốt lắm các học trò của ta, làm rất là tốt đó. Các em mau qua đây đi, chứ còn chần chờ gì nữa, đó là thầy giả mà. Ê, các em qua đây đi. Đúng là kẻ giả mạo thì phải chết thôi. Đáng lắm luôn. cái chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại? Đừng hỏi ta về chuyện gì đang xảy ra. Hành vi giả mạo thầy Herobrine của ngươi đã bị ta phát hiện rồi. Ngươi không thể nào chạy thoát được nữa đâu, tên Herobrine giả mạo. Thầy ơi, tỉnh dậy đi. Thầy tỉnh dậy đây. Đúng là tên Herobrine giả mạo nguy hiểm thật. Tại sao các ngươi lại biết ta là giả? Tại sao Herobrine bị bắn mà không chết vậy? Bây giờ ngươi hãy nghe rõ đi, tên giả mạo. Từ lúc ngươi bước vào lớp là ta đã nghi ngờ ngươi không phải là thầy thật. Vì ngày hôm đó không có tiết của thầy Herobrine. Và nhìn những hành động của ngươi với thầy Buddy Bassett, vì thầy không bao giờ sử dụng bạo lực như vậy ở trường. Hôm nay sao thầy cục xúc như thầy? Vì sức mạnh của ta sẽ không sợ bất cứ một ai trên thế gian này nữa. Nên cái ác sẽ thống trị thế giới. Đó là do chính miệng ngươi nói cái ác sẽ thống trị thế giới. Chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ và nhìn vào ánh mắt của ngươi. Ta đã biết trước ngươi là thầy giả, nên đã ra hiệu cho ma xương trắng và ma xương đen biết. Đến với cuộc thi thì ngươi dùng sức mạnh của ngươi để vẽ bức tranh. Còn thầy Herobrine thì vẽ tranh bằng bút một cách rất là bình thường. Ngươi nghĩ rằng những bức ảnh đó làm cho chúng ta thích sao? Nhưng không, thứ gợi đến kỷ niệm cho chúng ta biết đó là bức tranh của thầy Herobrine và cô giáo Thảo. Sau khi chiến thắng thì ngươi cười rất là hả hê, còn thầy Herobrine thì bật khóc. Đến vòng thi thứ hai, ngươi cũng dùng sức mạnh đó để tạo ra một viên kim cương khổng lồ, làm cho cô giáo Thảo rất thích viên kim cương và bỏ đi thầy Herobrine thật. Và sau khi thấy ma xương đen ra tay giết thầy Herobrine thì ngươi rất là vui mừng, điều đó chứng tỏ rằng ngươi là người giả. Ma xương đen chỉ giả vờ bắn thầy Herobrine thôi, chứ thật sự không có viên đạn nào cả. Ngươi còn gì để nói thông tin giả mạo kia? Nhưng còn một điều ta còn thắc mắc, trong thân xác thầy Herobrine này chính là ai? Các ngươi NTT. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc rồi mấy em ơi. Mấy em rất là giỏi. Đúng là đoàn kết sẽ tạo nên một sức mạnh. Thầy rất là vui và sung sướng khi có những đứa học trò như các em. Thầy cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Và cuộc chiến của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Các em hãy giúp video này được 20.000 like ủng hộ cho thầy nha. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Các em hãy like để video này lập kỷ lục 20.000 like nha. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều.